việc người dùng đến việc quản trị thì mình phải công nhận thì nó là một cái website siêu phẩm, rất là đẹp và tâm đắc, làm trong vòng 4 tháng. Xin chào tất cả các bạn, mình hỗ trợ đồ án công nghệ tin đây. Thì hôm nay mình lên cho các bạn một cái siêu phẩm website đã bảo vệ thành công và được 9 điểm. Đây là một cái website của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và tất nhiên khi bạn ấy ra trường thì mình mới xin phép được quay video này và đăng lên trên kênh YouTube của mình. Thì về sơ qua thì các bạn có thể thấy là về bố cục của trường Bách khoa thì hiện tại là năm chương, thì nó khác so với các trường khác, đúng không ạ? Các bạn trường khác thì có 3 chương thôi, thì trường Bách khoa chỉ có 5 chương. Về phần chương 1, chương 2 thì chắc mình bỏ qua vì mình giới thiệu qua về phần chương 3. Và tại sao đồ án này nó có cái gì mà mình gọi là một cái siêu phẩm đó, thì đầu tiên là các bạn có thể xem là về phần phân tích user case đó, mình có thể lướt qua rất là chi tiết và đầy đủ. Đây là user case tổng quát và tương tự các biểu đồ còn lại đều được vẽ tay thủ công rất là đẹp, được chưa? Tiếp theo là về phần thiết kế cơ sở dữ liệu đó, các bạn có thể thấy là cơ sở dữ liệu rất là nhiều và dàn trải rất là chi tiết ở đây, đúng không? Tiếp theo là phần thực nghiệm đánh giá, nó thì các bạn thấy được cái size rất là đẹp, đúng không ạ? Có tích hợp tính toán đầy đủ mọi thứ. Rồi xong là phần chức năng người dùng, người quản trị, rồi phần kiểm thử, thứ nhất là kiểm thử hộp đen và thứ hai là kiểm thử tương thích, và cuối cùng là phần chức năng là phần các giải pháp đóng góp nổi bật, đúng không ạ? Rồi về phần cải thiện hiệu năng các thứ đây, và cuối cùng là phần kết luận mà phát triển. Thì đây là sơ qua về một cái bố cục đồ án, nó được đánh giá rất là cao và viết trong vòng 75 trang. Rồi sau đây là mình xin phép được trình bày về cái phần gọi là website, mình gọi là siêu phẩm như sau. Các bạn có thể thấy đó, các bạn có thể thấy đây là cái phần dựng website. Đầu tiên là đập vào mắt các bạn thì một cái hình ảnh banner nó rất là đẹp, đúng không? Chạy đó, rất là đẹp đó, nói gì thì nói thì các bạn cũng phải công nhận này nó rất là đẹp, đúng không ạ? Ở phần giao diện trang chủ thì có gì ạ? Những cái sản phẩm mới nhất, có phần giảm giá, có số lượng, có ngày giờ phút và đã bán bao nhiêu, số lượng còn lại là bao nhiêu đó. Tiếp theo là phần sách được yêu thích. Sách yêu thích là sách những người khác mua và người khác xem nhiều nhất, là sách được yêu thích. Thứ hai là về phần xếp hạng, có xếp hạng đây là những sách có độ hot cao, một lượt công tác mua nhiều và sách nổi bật đó, các bạn thấy giao diện rất đẹp, đúng không ạ? Rồi tích hợp thêm cả phần hệ thống gợi ý nữa. Cái hệ thống gợi ý này người ta gọi là recommend system, được chưa? Tích hợp thêm hệ thống gợi ý dựa theo cái lượt mà hành vi của khách hàng, và cuối cùng các bạn có thể thấy là lượt xem là 21.000 lượt xem đó, rất là nhiều, đúng không? Cái này mình tương trưng thôi. Cái hệ thống recommend system thì các bạn có thể kiểm tra hệ thống recommend system này. Đây là cái hệ thống khá là đặc biệt dành cho những cái website thương mại bán hàng điện tử, hệ thống khuyến nghị đó. Đây này, và chưa vừa tra cái thì là có hệ thống recommend system, hệ thống nghị của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng không? Đó, tương tự là về phần đặc biệt, đây là những cái sách đặc biệt là giảm giá, tự nhiên các bạn phải tìm kiếm theo cái danh mục của mình về phần tiểu thuyết, và cuối cùng là phần giới thiệu và phần kết luận thôi, đúng không? Ở đây thì nó sẽ có những cái mục gì? Trước mắt là về phần giao diện thì có danh mục sản danh mục sách, đúng không? Các bạn thì bấm vào đây, sách yêu thích này, sách mới nhất này, văn học tự nhiên xã hội, khoa học này, 9 tháng mọi người, họ đều được trình bày rất là đẹp và chi tiết, đúng không? Mỗi sách bên đây thì đều có đính kèm hình ảnh giao diện đây đó. Tương tự là về phần sản phẩm thì có những cái sản phẩm mới nhất, và tương tự đây thêm một cái hình ảnh đây cho nó đẹp. Còn về phần khuyến mãi thì dưới đây mình nói rồi, tương tự về phần giới thiệu đây, giới thiệu này các bạn thấy đây, giới thiệu cơ bản về hiệu sách phương Đông và phương Nam, bốc được chưa? Về phần liên hệ thì có tích hợp thêm Google Maps, địa chỉ đường, cũng như là thông tin liên hệ. Đó, bây giờ mình cứ thử trải nghiệm nhé. Bây giờ ví dụ như là có tích hợp Google Maps thì mình phải nhắm vào chỉ đường xem có nó đường tới đâu, đúng không? Thì đây, đó, ví dụ vị trí của mình tới vị trí của hiệu sách Nhân dân Đông Triều thì nó cách tận 93 km, khá là xa, đúng không? Rất là xa. Đó, cũng như là cái việc tích hợp Google Maps là hoàn thiện. Tương tự cho việc phần liên hệ thì bây giờ mình sẽ thử liên hệ quá. Ví dụ là hôm nay là demo ngày 2024 thì nó thuộc, bây giờ mình demo ok 2024, thấy chưa? Đó, một cái thông tin này với số điện thoại thì các bạn có thể nhập vào lại cho mình, địa chỉ là Bắc Ninh, địa chỉ email này các bạn có thể nhập địa chỉ email thật để nó gửi tin nhắn về, hoặc các bạn có thể nhập một cái địa chỉ email giả cũng được, không sao cả. Thì ok là về đúng không? Tiêu đề các bạn thì nhập tiêu đề website web rất đẹp và siêu phẩm web đó, cái này cũng gọi là mang đi thương mại được, bạn thích vào điều gì? Không có gì, mình sẽ gửi câu trả lời. Sau khi gửi câu trả lời xong thì nó sẽ thông báo là chúng tôi đã nhận được câu hỏi trả lời của bạn, và thế là xong thôi. Tương tự phần tiếp theo, những cái phần cơ bản thì chắc là mình không giới thiệu của kỹ, thì giới thiệu về những cái công cụ nổi bật thôi. Ví dụ ở đây có về phần đăng nhập đăng ký thì các bạn có thấy rất đẹp không, đăng nhập này và tạo tài khoản mới này, được chưa? Nó rất là đẹp. Rồi về phần quên mật khẩu này, có phần quên mật khẩu này, đăng nhập này, quên mật khẩu này, được chưa? Quên mật khẩu thì đối với những cái email và email chính chủ nhé. Đó, rồi về phần đăng nhập,
Ở đây thì mình sẽ không đăng ký nè, để đỡ mất thời gian, mình sẽ vào bên nhập luôn. Ví dụ mình sẽ mình sẽ cái demo đây. Demo 0204, cái này thì mình đã lập rồi. Mình sẽ cầm 231, được chưa? Mình sẽ đăng nhập vào. Đó. Đó, sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ giao diện thế này. Và mình sẽ diện mình sẽ có quyền quản lý người dùng. Thứ nhất là mình sẽ có thông tin quản lý mình này. Đó, mình có thể sửa họ tên, được chưa? Đơn hàng này, thông báo này. Đơn hàng được duyệt duyệt này, phản hồi này, được chưa? Đó, bạn vừa tạo lên này, phản hồi này. Sẽ tưởng này. Đó, rất là đẹp. Các bạn có thể quản lý được đơn hàng mình, ví dụ cứ xem này, xem qua mã đơn hàng, ví dụ như lúc này mình vừa thử test demo thì là đơn hàng lúc 2:50 chiều nay ngày mùng 4 à, ngày ngày mùng 24, được chưa? Chi tiết đơn hàng đó, rất là đẹp đúng không? Tương tự cho về phần phản hồi thôi đó. Đó, ok, cái phần ví dụ thông tin liên hệ đó, phần phản hồi tiếp theo là thông tin cá nhân này, về phần yêu thích khách hàng này, được chưa? Bây giờ mình thử mua một cái sản phẩm đấy đúng không, tùy nha, ví dụ mình mua một xử lý cấp nước sinh hoạt, ví dụ mình sẽ thêm vào dụ hàng này. Ở đây thì mình sẽ có gì ạ? Mô tả ngắn này, rồi chi tiết này, định dạng này, thông số, ngày xuất bán này, số lượng, ngôn ngữ rất đẹp đúng không ạ? Trình bày đúng theo bố cục của một website thương mại luôn. Về video thì chưa có, nhưng về phần đánh giá đây, phần đánh giá rất nhiều. Cái này là mình sẽ lấy dữ liệu API từ Facebook, thấy chưa? Trước đây thì Facebook nó chưa lấy, nhưng mà hình như hiện tại bây giờ là phải đăng ký doanh nghiệp, tài khoản doanh nghiệp thì các bạn mới lấy API và thông tin về Facebook. Đó, rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình sẽ thêm vào dụ hàng. Sau khi thêm vào dụ hàng, bây giờ mình mua thôi, đúng không? Mình sẽ kiểm tra dụ hàng. Đó, các bạn thấy một là thanh toán luôn, hai là các bạn sẽ xem dụ hàng. Thì đối với những tương tự như quy trình các bạn hay sang chơi trên Shopee đúng không? Thêm một dụ hàng vào sản phẩm, thêm một sản phẩm vào dụ hàng thì các bạn phải xem dụ hàng. Muốn là các bạn có thể là chọn hình thức thanh toán mua bao nhiêu quyển. Ví dụ đây mình sẽ mua là 3 quyển, mua 3 quyển này mình sẽ nhấn phần cập nhật, được chưa? Đó thì giá tiền nó sẽ tự động lên thôi. Xong rồi các bạn có thể chọn phần miễn phí, một là vận chuyển miễn phí, hai trung bình và ba là nhanh. Nhanh thì thêm 45.000, trung bình 30.000. Đơn hàng chờ xử lý đúng không? Đây là một cái rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào phần thanh toán đúng không? Mình sẽ nhấn vào phần thanh toán. Và sau khi tính toán thì bây giờ là các bạn phải để địa chỉ tính toán. Có một họ tên, địa chỉ có bị thay đổi hay không, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin. Đó, thông tin thế. Các bạn thì chọn tính toán ATM online là để mua tính toán có viên đấy. Thì cái những hệ thống này thì mình có trình bày rất kỹ ở trên cái kênh hỗ trợ đoán của mình rồi. Giờ chắc mình cũng có hai là thanh toán sau nhận hàng, ba là thanh toán qua mô. Ví dụ đây là ví dụ thanh toán qua mô, các bạn thì tính thanh toán hóa đơn. Đó, thì nó sẽ đưa ra một cái dữ liệu mà các bạn sẽ quét mã thôi. Đó, nhưng mà đây là cái demo nhé, hệ thống demo thôi. Thế cho sau này các bạn có thể nhắn qua về, các bạn đoán lại cho mình. Bạn nói lại, đây bạn nhắn quay về rồi, thì giao dịch, thấy chưa? Giao dịch đi. Và các bạn quay về cho mình. Đó. Đó là cái việc mà tính toán demo tương tự làm lại thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ thanh toán xong nhận hàng đi. Ok, được chưa? Đây là việc là ship code, nó tương tự như các bạn hay săn sale ấy, phải ship code để thanh toán khi nhận hàng. Thì đơn hàng sẽ được ghi nhận có mã đơn nằm ở này, ngày lập này, tổng tiền này, hình thức thanh toán code này, chi tiết đơn hàng này, tổng phụ này, vận chuyển miễn phí này, qua một mình nó chọn miễn phí, tổng tiền này, địa chỉ nhận hàng. Rồi, sau đây là cái quá trình nghiệp vụ mà cũng như là trình bày rất chi tiết về cái phần user. Thì bây giờ là mình phải sang phần admin, phần quản trị không? Ở phần quản trị thì thật sự là nó là một cái quản trị nó rất là đẹp, gọi là cái phần này là mình rất là tâm đắc và cũng không phải tự nhiên, mà tự nhiên một cái đoàn bên Bách Khoa Hà Nội mà có thể là được chỉ điểm cũng gọi là điểm tuyệt đối đâu, đúng không? Đấy thì các bạn thấy là phần giao diện này, đầu tiên là có những cái liên hệ mới này, người dùng này, bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu phí nhập. Ví dụ mình nhấn vào phần liên hệ mới đây, đúng không? Thì đây là người ta đang liên hệ mình, đúng không? Ok, 0204, quyết rất đẹp, siêu phẩm quyết, số điện thoại. Các bạn có thể một là trả lời. Mình sẽ cảm ơn bạn, đúng không? Đấy, nên thông tin lên này, mình sẽ trả lời. Sau khi trả lời xong, đó, thì nó sẽ báo là trả lời lên hết thì công, mà mình sẽ quay lại báo lại trang thôi. Đó, và đơn chủ là trả lời. Các bạn có thể xem thông tin tương tự như cái website, cái phần này thì mình có thể xem chi tiết để cái câu trả lời người ta gì. Ví dụ website quá đẹp, đúng không? Là mình lập địa chỉ email gọi là người dùng. Tương tự về phần trang chủ là có người dùng, đây là phần quản lý người dùng thôi, được chưa? Khi mà các bạn đăng ký thành viên hệ thống thì các bạn nhả là đó là đúng không? Quản lý hệ thống, các bạn có thể sửa thông tin thành viên. Rồi, ok. Tiếp theo là đơn hàng mới. Cái việc là đơn hàng chuyển đơn, đây là một cái phần mà mình đánh giá rất là cao, xử lý logic và cũng như là góp ý từ những cái giảng viên của bên Bách Khoa Hà Nội. Thì họ đưa ra cái thông tin này và mình sẽ làm một cái quy trình của duyệt đơn này, đóng gói này, xuất kho và hoàn thành. Rồi, tương tự 30 cái phần phiếu nhập, quản lý kho, được chưa? Rồi, đó là cái phần mình trình bày như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về cái việc website nó sẽ quản lý những cái gì. Đây là về phần dashboard thôi. Thứ nhất là về quản lý người dùng, các bạn có thể thêm mới quản trị viên, danh sách người dùng, thêm mới quản trị viên, chọn chức danh, đó. Rồi danh sách người dùng là những cái danh sách mà đăng ký là thành viên hệ thống, đúng không? Các bạn có thể thêm sửa xóa bình thường. Rồi tiếp theo là về phần quản lý sách, các bạn có danh sách sản phẩm, đấy các bạn có thể thêm sản phẩm qua thể loại, đúng không? Có thể bán, trạng thái là bán, sửa xóa, nói chung bình thường thôi, đó này bình thường. Thể loại tương tự như thể loại là khoa học, lịch sử, hoạt hình, phim và thuyết thuyết. Các bạn để ý là thiền sale đúng không? Đối với những ai mà là làm thương mại, những bạn đi làm rồi không? Khi mà xây dựng một website thì cái sale này cũng rất là quan trọng.
Ờ, nhưng mà các bạn nếu mà làm đồ gói tốt nghiệp thì các bạn có thể chưa để ý cái này, nhưng mà khi mà các bạn là đi làm thực tế rồi, các bạn thiết kế website bán hàng thì cái SEO này rất quan trọng, các bạn phải về tìm hiểu thêm. Rồi về quản lý kho thì đây là cái việc mà mình sẽ quản lý kho và báo cáo tổng kho lịch sử có thể bán bao nhiêu và đã bán bao nhiêu rồi. Rồi ví dụ mình có thể lọc và tìm kiếm xem biểu đồ thống kê này theo biểu đồ, được chưa, rất là đẹp đó. Rồi, các bạn có thể công nhận rất là đẹp đúng không? Tải biểu đồ dữ liệu thống kê kho các thứ nó rất là nhiều, các bạn có thể trở về tìm kiếm này, được chưa, tìm kiếm từ khóa các thứ rất là nhiều. Rồi về quản lý nhập hàng này, tạo đơn nhập này, đúng chưa, tạo đơn nhập này, những cái đơn hàng này. Ở đây mình có thêm chức năng gọi là lọc sách hết hàng, bấm vào và có thể bạn để lọc những quyển sách mà đã bán hết, đúng không, rất là hay, cơ chế rất là hay. Tương tự về phần nhập hàng, tương tự đúng không, nhập hàng và mình sẽ tạo thêm mới đơn hàng, nhập hàng bao nhiêu, đúng không, quản lý trợ giúp. Rồi ok, cái này là việc mà liên hệ ở nhà cung cấp, quản lý nhà cung cấp thì mỗi cái đầu sách thì các bạn phải biết là phải có một nhà cung cấp đúng không ạ. Đó, rồi danh sách nhà cung cấp ví dụ như High Score này, Thúy Hường này, hoặc Dục Book này, Vân Dung này, đây gọi là những cái nhà cung cấp. Ví dụ như có hoạt động hay không, ví dụ như không hoạt động là thì mình sẽ chia không cho hoạt động nữa đúng không, cập nhật trạng thái nhà cung cấp đúng không, thì nó sẽ là không hoạt động nữa thôi, để chưa, là khó, có nghĩa là cái đơn vị cung cấp đấy mình sẽ không đầu mối hoàn toàn. Rồi ví dụ quản lý đơn hàng mới này, ví dụ bây giờ lúc này là mình mua một cái sản phẩm đúng không, đang chờ duyệt, và ví dụ đầu tiên là duyệt đơn thì mình có lưu ý thông tin này, xác nhận thông tin trước khi duyệt đơn, hướng dẫn khi click vào duyệt đơn, mình sẽ bấm vào duyệt đơn này. Trước khi muốn duyệt đơn thì bạn có thể bấm vào phần chi tiết, các bạn xem chi tiết đơn hàng này, đúng không? Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, đúng không? Đúng cái sản phẩm mình mua, số lượng là 3, đúng rồi, đúng rồi, thì mình quay về mình nhấn vào duyệt đơn thôi. Sau khi duyệt đơn xong, thì cái mã đơn hàng này được duyệt, thì mình sẽ đưa đến phần diện đóng gói, đúng không? Duyệt đơn xong, bây giờ mình sẽ đến phần đóng gói, đóng gói. Trong phần đóng gói thì nó đúng không? Đúng không? Đấy, 10285. Bây giờ một là mình sẽ xác nhận là mình sẽ đóng gói. Được chưa? Đóng gói thành công. Được chưa? Tiếp theo đến phần xuất kho. Nhắm vào xuất kho, được chưa? Xong là phần hoàn thành. Bây giờ giao sản phẩm đến người nhận. Được chưa? Rồi về phần quản lý website thì có cả quản lý menu và quản lý sidebar, được chưa? Giới thiệu đầy đủ lắm. Sidebar này, được chưa? Còn đây là cái việc mà cái slide banner đầu tiên là khi mình vào vào với các bạn là slide nó rất là đẹp ấy. Đó. Đó, bạn nào có mắt thẩm mỹ thì bạn thì thiết kế thêm đây cái việc mà nó chạy chạy này, được chưa, đó, được chưa, xong rồi chưa. Rồi về phần quản lý sai bác, ok, về phần thống kê, thống kê đây chỉ có một là thống kê theo sản phẩm hot này, đúng không, độ hot này, giống như mình và các bạn là khi bắt đầu ấy, khi bắt đầu nó thì nó sẽ có những cái sản phẩm có độ hot cao và xếp hạng cao, đúng không, đừng thời lượng, đừng thời đại này, đúng không, đó, rồi cái việc này. Rồi về việc doanh thu, đây là cái việc doanh thu đơn hàng, thống kê này các bạn xem dưới dạng biểu đồ, được chưa, lợi nhuận doanh thu. Ờ, nó rất là đẹp, nó rất là chi tiết. Rồi thống kê xem biểu đồ này, được chưa? Rồi về phần năng suất, nói chung là mọi chức năng mình nói hoạt động rất là trơn tru, thì mình mới báo là cái việc cái website này, cái việc người dùng đến việc quản trị thì mình phải công nhận thì nó là một cái website siêu phẩm, rất là đẹp và tâm đắc, làm trong vòng 4 tháng. Thì mình còn là thiết kế qua rất nhiều website rồi, thì mình công nhận là website này đầu tư rất là chi tiết về mặt hình ảnh giao diện cũng như là cái chức năng. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái nội dung mà mình muốn quay vào cái cạnh demo về cái sản phẩm đó. Một website này thì video của mình quay tới đây là hết. Nếu bạn thấy hay thì các bạn sẽ cho mình xin một đăng ký kênh. Xin phép cảm ơn.